Vâng, kính thưa đoàn chủ tọa, kính thưa các vị đồng nghiệp, thì tôi xin phép được trình bày trước cái bài của tôi về vấn đề viêm phổi bệnh viện lựa chọn kháng sinh cho vi khuẩn đa kháng thuốc. Thì đây là vấn đề nó nhiều lắm rồi mà vẫn cứ phải nói và càng ngày càng chán không muốn nói nữa. Nhưng mà vì có phân công nên tôi xin phép là cũng trình bày một số những cái quan điểm hiện nay. Vâng, thì chúng ta được biết là cái vấn đề kháng sinh bây giờ của vi khuẩn là một vấn đề, một cái thách thức lớn cho toàn cầu. Và xuất hiện ngày càng nhiều các chủng vi khuẩn đột biến mới, khó điều trị, và cái thuốc mới cũng ngày càng thiếu và nguy cơ đều thuốc kháng rất nhiều với các thuốc đang sử dụng. Vấn đề là chúng ta thấy là càng ngày càng xuất hiện nhiều cái chủng đột biến và mới khó điều trị, và những cái chủng chúng ta đã rất quen thuộc như là Acinetobacter, rồi trực khuẩn mủ xanh, rồi các Enterobacter C và sinh SPL cũng như là MSA, thì những cái chủng này càng ngày càng nhiều và cái đầu tư cho kháng sinh có vẻ càng ngày nó càng kém hiệu quả đi. Chúng ta biết là những năm 83 đến 87 thì có đến 16 kháng sinh mới được đưa vào sử dụng, được cấp phép. Nhưng mà cái số kháng sinh được cấp phép hàng năm càng ngày càng giảm đi. Và đến năm 2008-2012 chỉ có 2 kháng sinh được cấp phép mới thôi. Như vậy thì cái số kháng sinh được cấp phép mới đưa vào sử dụng nó không phù hợp với cái số con vi khuẩn, càng ngày càng xuất hiện nhiều vi khuẩn kháng thuốc. Thì chúng ta thấy các tác nhân khó điều trị trong bệnh viện thì điều rõ là đối với gram âm là nổi bật nhất, như là các Enterobacteriaceae kháng thuốc, nó sinh beta-lactama rồi, và đặc biệt là trong đó nó sinh các ba penema rồi, và rồi Pseudomonas, rồi Acinetobacter, rồi vi khuẩn gram dương như là tụ cầu khuẩn kháng methicillin. Và người ta thấy là cái thời gian nằm viện kéo dài sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn đa kháng lên. Và cái này nó có xứng tăng theo từng năm. Nếu những năm 98-99 thì sau nằm viện 48 tiếng thì khoảng 10%, 5-10% xuất hiện vi khuẩn kháng thuốc. Thì những năm 2002-2003, tức là cái đã gần 20 năm rồi, số này đã lên đến 15-20%. Và chúng ta biết nếu cái số mới nó còn tăng lên nhiều nữa. Và cái khả năng lan rộng nhanh và gây phức tạp điều trị của cái nhóm vi khuẩn Enterobacteriaceae là do nó tiết những enzyme beta-lactama rồi những cái AMC enzyme, rồi đặc biệt nó sẽ đề kháng các bipenem và đề kháng quinolone, nó làm khó khăn trong điều trị. Và chúng ta thấy là cái xuất hiện càng ngày càng nhiều cái đột biến của ASBL. Và đối với cái nhóm vi khuẩn sinh các bipenema thì cũng rất nhiều họ vi khuẩn. Và nó gây ra thì nó thủy phân các penicillin, cephalosporin, rồi các monobactam và các bipenem, và nó làm tăng cái nguy cơ. Và cái thách thức hiện nay của chúng ta là ít lựa chọn điều trị và tử vong do nhiễm khuẩn từ các họ vi khuẩn, đặc biệt là các họ vi khuẩn sinh các papillomavirus ngày càng cao. Thì cái thách thức liên quan đến vấn đề kháng thuốc hiện nay là gì? Điều trị kém hiệu quả dẫn đến tăng tỷ lệ tử vong, kéo dài thời gian điều trị và tăng chi phí điều trị. Thì người ta thấy là đối với những bệnh nhân mà chúng ta có thể thực hiện được cái điều trị xuống thang đấy, tức là điều trị ban đầu đủ dùng thuốc kháng sinh có hiệu quả và do chúng ta xuống thang, thì cái tỷ lệ tử vong nó thấp hơn rõ rệt so với những bệnh nhân mà chúng ta điều trị ban đầu không hiệu quả và phải leo thang điều trị. Và hầu như hiện nay chúng tôi vẫn đùa là cái thang của chúng ta đến tầng 15 mà nó cháy đến tầng 30 làm thế nào bây giờ. Và chúng ta đều biết là cái việc điều trị kháng sinh phù hợp nó có liên quan rất nhiều đến tỷ lệ tử vong. Ví dụ như đề tỷ lệ tử vong của sepsis và septic shock, thì chúng ta thấy là đối với sepsis và septic shock mà không điều trị phù hợp, tỷ lệ tử vong rất cao so với những bệnh nhân mà được điều trị phù hợp. Và chúng ta thấy rõ mối liên quan giữa đề kháng kháng sinh với tỷ lệ tử vong hoặc thời gian nằm viện. Ví dụ như đối với các vi khuẩn kháng kháng sinh thì cái tỷ lệ tử vong nó tăng từ 2 đến 6 lần và thời gian nằm viện tăng từ 2 đến 9 thậm chí 13 lần. Và một việc mặc dù chúng tôi cũng biết là nó tế nhị nhưng cũng phải nói đây, tức là việc sử dụng kháng sinh generic nhiều. Mà nếu chúng ta thấy rằng cái sử dụng kháng sinh generic nhiều nó cũng làm giúp phần là gì, tăng cái lượng kháng sinh sử dụng và tăng cái thời gian điều trị và tăng cái đề kháng. Một phần kháng sinh generic, tức là ở Việt Nam chúng ta là gì? Là ra hữu thuốc là mua được kháng sinh. Và khi mua kháng sinh thì cứ rẻ là mua, thành ra nó càng ngày nó càng khó khăn trong việc này. Thì mặc dù biết là cái này là Bộ Y tế không thích đâu, nhưng bác sĩ chúng ta vẫn phải biết là trong nhiều trường hợp chúng tôi, đặc biệt là khoa hồi sức tích cực, chúng tôi vẫn phải đề nghị cho dùng brand name chứ không dám dùng generic. Thì những vi khuẩn nào gây viêm phổi và viêm bệnh viện và viêm phổi thở máy, thì chúng ta thấy ở nước ngoài, ở châu Âu
thì những con vi khuẩn đó sẽ là tụ cầu rồi trực khuẩn mủ xanh nổi bật lên hàng đầu. Nhưng ở châu Á thì nổi bật lên hàng đầu là Acinetobacter baumannii rồi Klebsiella rồi sau đó đến trực khuẩn mủ xanh rồi đến tụ cầu. Thì cái tình hình này tương tự ở Việt Nam chúng ta. Thì ở châu Á chúng ta thấy nổi bật lên là Acinetobacter và mủ xanh và Klebsiella, và những cái này thì cái tỷ lệ vi khuẩn đa kháng, kháng mở rộng hay toàn kháng rất cao. Ở Việt Nam thì sao? Chúng tôi xin một ví dụ ở khoa chúng tôi năm 2020 thì cái nhiễm khuẩn bệnh viện đến 68% là do gram dương, 20% do nấm và 68% do gram âm, và do gram dương này chỉ có 12%. Và trong các gram âm thì nổi bật đến hàng đầu là Acinetobacter baumannii, sau đó là Klebsiella, và đặc biệt hiện nay Klebsiella nó kháng các capsaicin rất nhiều. Tiếp theo là trực khuẩn mủ xanh và các vi khuẩn khác. Về một nghiên cứu trong 2015-16 ở 4 bệnh viện lớn ở Việt Nam thì người ta cũng thấy là Acinetobacter là chiếu hàng đầu, đứng tiếp theo là trực khuẩn mủ xanh và Klebsiella. Thì tỷ lệ kháng kháng sinh của Acinetobacter baumannii ở Việt Nam như thế nào? Thì đây là một nghiên cứu được công bố năm 2017, tức là cái nghiên cứu này được thu thập số liệu từ khoảng 2-3 năm trước đó. Thì người ta thấy là tất cả các kháng sinh, kể cả các capsaicin thì đều có tỷ lệ kháng từ trên 80%. Kể ở đây nghiên cứu trên 3 bệnh viện thì tỷ lệ 3 bệnh viện nó thấp xỉ nhau. Với Acinetobacter baumannii là như vậy. Còn với trực khuẩn mủ xanh, ví dụ như ở khoa hồi sức tích cực bệnh Bạch Mai thì ta thấy là phần lớn chúng tôi thấy là tỷ lệ nhạy cảm là dưới 50%, chỉ còn có colistin là còn nhẹ 100% thôi. Vậy thì cái giải pháp đặt ra là gì? Thì vẫn là cái vấn đề kinh điển là chương trình quản lý và sử dụng kháng sinh, lựa chọn đúng loại kháng sinh và sử dụng kháng sinh theo PK/PD và có thời gian điều trị thích hợp. Tuy nhiên cái khó nhất của chúng ta lại là chương trình quản lý và sử dụng kháng sinh hợp lý, vì nhiều bệnh viện chúng ta chưa có được chương trình này và trong cộng đồng thì không thể có thực hiện việc này được. Cái việc phân tầng nguy cơ cho bệnh nhân để lựa chọn kháng sinh phù hợp, và về để giảm để kháng chéo, và việc lựa chọn kháng sinh thì bên cạnh các guideline của quốc tế và quốc gia thì nên có những cái kinh nghiệm và chủng vi khuẩn kháng thuốc tại cơ sở điều trị, để dựa vào đó chúng ta có thể lựa chọn kháng sinh thích hợp. Thì người ta biết là cái phân tầng để chọn kháng sinh, chúng ta phân tầng nguy cơ phải xác định xem cái bệnh nhân của chúng ta là những con vi khuẩn nào, vi khuẩn kháng nhạy kháng sinh hay là đa kháng hay là kháng mở rộng hay là toàn kháng. Và đối với vi khuẩn kháng càng nhiều thì cái chọn kháng sinh càng khó khăn. Thì người ta thấy là tỷ lệ sống còn thì những bệnh nhân mà toàn kháng thì cái hình này là toàn kháng, và đây toàn kháng đây ạ, và hình này là và kháng mở rộng, và đây là đa kháng. Thì với những vi khuẩn càng kháng thuốc thì tỷ lệ sống còn càng ngày càng giảm đi. Cũng như là trên bệnh nhân nhiễm vi khuẩn trực khuẩn mủ xanh thì người ta thấy là so sánh cái thời gian thở máy, thời gian nằm viện cũng như tỷ lệ tử vong thì cái vi khuẩn kháng thuốc cao bao giờ tỷ lệ tử vong đó cũng cao hơn là vi khuẩn không kháng thuốc. Vậy thì trước tiên khi chúng ta quyết định chọn thuốc kháng sinh nào là dựa vào cái phân tầng nguy cơ, và tất cả các guideline đều đưa ra những cái nguy cơ giống nhau ở bệnh nhân viêm phổi bệnh viện. Thứ nhất là cơ sở bệnh viện bệnh nhân nằm có yếu tố nguy cơ cao hay không, cái này là cái quan trọng nhất, và chúng ta phải biết được cái tình hình kháng vi sinh của đơn vị mình. Rồi trước đó có sử dụng kháng sinh không, đặc biệt là sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch trong 90 ngày trước đó, rồi thời gian nằm viện trên 5 ngày, và vấn đề bệnh nhân trước đó đã mắc vi khuẩn đa kháng chưa. Và đặc biệt người ta thấy là với một cái cơ sở điều trị mà khi mà cái mầm bệnh kháng thuốc trong dữ liệu vi sinh của cơ sở trên 10-20% thì cho thấy đấy là tình trạng nguy cơ cao, bao gồm cả gram âm và MSA. Thì đây là cái guideline các bạn đã rất rõ rồi, cái hướng về yếu tố nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc ở bệnh nhân viêm phổi bệnh viện. Thì đối với tất cả các loại vi khuẩn kháng thuốc thì đều yếu tố rất nguy cơ rất cao là vấn đề dùng kháng sinh tĩnh mạch trong vòng 19 ngày trước đó. Ngoài ra là septic shock, rồi ARDS trước khi xuất hiện viêm phổi và thời gian nằm viện từ 5 ngày trở lên, hoặc là bệnh nhân đã có chạy thận nhân tạo trước. Thì vấn đề đặt ra là gì ạ? Là
tổng hợp cái dữ liệu kháng sinh đồ của từng bệnh viện và trên cái dữ liệu này sẽ lựa chọn kháng sinh thích hợp cho cái cơ sở điều trị của mình. Sử dụng kháng sinh ngắn ngày và xuống thang điều trị thích hợp. Thì khi nào chúng ta lựa chọn đơn trị liệu hay phù hợp kháng sinh thì về đơn trị liệu với kháng sinh kinh nghiệm, người ta khuyên là sử dụng khi không có nguy cơ tử vong cao, không có sốc nhiễm khuẩn và không có nguy cơ nhiễm vi khuẩn đang kháng thuốc. Như vậy là cái điều kiện nó tương đối. Thứ nhất là về bệnh nhân phải là không nặng và về vi khuẩn phải là không có nguy cơ nhiễm khuẩn đang kháng. Còn trong trường hợp ngược lại thì về kháng sinh kinh nghiệm chúng ta phải dùng phù hợp kháng sinh. Còn điều trị thô đích thì mặc dù chúng ta sử dụng kháng sinh nhẹ với chủng phân lập được thì vẫn phải có yêu cầu thêm là không có nguy cơ tử vong cao, không có sốc nhiễm khuẩn, tức là bệnh nhân không nặng. Và với cái quan điểm này thì các bệnh nhân của hồi sức chúng tôi thì gần như là phải dùng phối hợp hết, còn với các khoa nội, các khoa khác thì cần cân nhắc. Thế đây là cái khuyến cáo chúng ta đã quen, rất quen rồi của ADSA, ADSA năm 2016 về kháng sinh điều trị ban đầu theo kinh nghiệm của viêm phổi bệnh viện, thì chúng ta thấy là có phân loại không nặng và không có nguy cơ nhiễm khuẩn đa kháng, bệnh nhân nặng và có nguy cơ nhiễm khuẩn đa kháng và không nặng và có nguy cơ nhiễm MSA. Thì với mỗi một tầng như vậy chúng ta sẽ có cái lựa chọn kháng sinh thích hợp. Với bệnh nhân không nặng thì chúng ta chọn một kháng sinh, với bệnh nhân nặng chúng ta chọn hai kháng sinh. Thì về phối hợp kháng sinh cho nhiễm khuẩn nặng thì một nghiên cứu đa quốc gia công bố năm 2010 cho thấy là với những bệnh nhân viêm phổi thì cái việc phối hợp kháng sinh nó có cho một cái kết quả rất rõ, tức là cái nguy cơ tử vong thấp, có ý nghĩa với V nhỏ hơn 0,003 và HR là 0,71. Và người ta cũng khuyến cáo phối hợp beta-lactam có hoạt tính trên Pseudomonas với một aminoglycosid hoặc quinolone. Tuy nhiên thì trong khuyến cáo này thì trong hiện nay nên lựa chọn quinolone hơn là aminoglycosid bởi vì cái đặc điểm tổn thương thận của cái aminoglycosid. Và người ta thấy là khi phối hợp kháng sinh fluoroquinolone và beta-lactam thì người ta thấy là tỷ lệ sống cao hơn ở nhóm phối hợp so với nhóm dùng đơn trị liệu. Và ngoài ra thì khi chọn kháng sinh nên lưu ý đến PK/PD của kháng sinh. Ví dụ như là trong viêm phổi cộng đồng thì người ta sẽ ưu tiên dùng moxifloxacin hơn. Còn trong nhiễm khuẩn bệnh viện do trực khuẩn mổ xanh thì ưu tiên dùng ciprofloxacin hơn. Thì đây là những cái khuyến cáo mà chúng ta đã có. Về vấn đề sử dụng kháng sinh thì chúng ta đã biết là cần phải tối ưu hóa theo PK/PD. Cái thứ hai là trong nhiều kháng sinh cần phải sử dụng liều nạp. Và lưu ý rồi là đưa thuốc trong ngày. Với những kháng sinh phụ thuộc nồng độ thì chúng ta dùng một lần một ngày. Và với kháng sinh phụ thuộc thời gian thì nên chia nhiều lần một ngày. Và với kháng sinh phụ thuộc thời gian thì nên dùng truyền kéo dài hơn là truyền thời gian ngắn. Thì cái này tất cả khái niệm đều chúng ta đã biết rồi, để chúng ta nhắc lại thôi. Và một điểm lưu ý nữa là cái vấn đề điều chỉnh liều thuốc. Bởi vì với bệnh nhân thì cái thể tích phân bố rất khác nhau và do đó có thể ảnh hưởng đến cái việc phân bố kháng sinh và liều lượng kháng sinh. Và do đó nên người ta khuyến cáo vấn đề định lượng nồng độ kháng sinh trong máu. Thì chúng tôi có một nghiên cứu về vấn đề định lượng vancomycin thì các bạn thấy là trước định lượng thì cái phân bố rất rộng và khi sau định lượng được điều chỉnh thì cái phân bố nó thu về gần với cái phạm vi tác dụng hơn. Và như vậy rõ ràng là nếu chúng ta không định lượng thì rất có một số bệnh nhân sẽ dùng dưới liều và rất nhiều bệnh nhân dùng trên liều yêu cầu và sẽ tăng độc tính hoặc là không đủ tác dụng. Về vấn đề thời gian sử dụng kháng sinh thì chúng ta biết là có một nghiên cứu nổi tiếng của SAT năm 2003 thì người ta nghiên cứu so sánh giữa kháng sinh điều trị viêm phổi bệnh viện 8 ngày và 15 ngày thì người ta thấy là không có gì khác nhau về cái tỷ lệ tử vong. Và về tỷ lệ tái phát nhiễm khuẩn thì người ta thấy là có khác nhau nhưng mà cái ý nghĩa không có ý nghĩa thống kê rõ rệt. Và do đó nên khuyên cáo hiện nay là nên dùng kháng sinh 8 ngày chứ không cần dùng kháng sinh kéo dài 15 ngày. Tuy nhiên với những vi khuẩn như là Acinetobacter baumannii hoặc là Pseudomonas trong viêm phổi thôi thì có thể chúng ta kéo dài thời gian hơn để với mục đích là tránh cái tái phát. Bên cạnh cái việc dùng kháng sinh cơ bản như vậy thì có một số biện pháp mới người ta đưa ra. Ví dụ như năm 2016 người ta đưa ra vấn đề là lã pha khí dung. Thì người ta khuyến cáo là nên đối với colistin thì nên khí dung phối hợp với dùng tĩnh mạch. Tuy nhiên đây mới chỉ là lời khuyên chứ chưa phải là cái khuyến cáo mạnh. Hoặc là người ta nói về vấn đề phối hợp hai carbapenem trong điều trị Klebsiella kháng carbapenem
thì với quan điểm là HTML ái tính mạnh nhất với các HTML rồi. Do đó khi cho HTML thì nó sẽ bão hòa các HTML để cho cái thuốc tiếp theo có tác dụng hơn. Thì có một nghiên cứu của nội trú vi sinh mới công bố hôm qua. Thì người ta thấy là trên in vitro thì tác dụng hiệp đồng khi sử dụng phối hợp HTML và HTML là 8 trên 50 bệnh nhân. Như vậy là cái 8 bệnh nhân này có hy vọng là chúng ta sử dụng HTML sẽ có hiệu quả khi mà điều trị Klebsiella kháng các HTML. Và có một khuyến cáo năm 2020 về vấn đề đưa các kháng sinh mới vào sử dụng. Thì người ta thấy là với kháng sinh kinh nghiệm thì nếu như mà không có nghi ngờ kháng đa kháng thì chúng ta dùng những đơn thuốc vẫn thông thường vẫn dùng như là piperazo hoặc là carbapenem hoặc là cefepim phối hợp với aminoglucosid hoặc là quinolone. Và đối với các vi khuẩn Klebsiella đa kháng thì chúng ta có ceftazidim, avibactam. Đối với vi khuẩn mù xanh đa kháng thì chúng ta cũng sẽ có mới là và như vậy chúng ta thấy là gì ạ? Những cái thuốc mới hiện nay nó không nhiều lắm nhưng mà đã đưa vào sử dụng rồi. Đấy. Và với mức điều trị theo đích thì chúng ta sẽ có khi mà chúng ta tìm được con vi khuẩn thì chúng ta còn xác định được là vi khuẩn đó nó kháng thuốc theo cái hướng gì. Và từ đó chúng ta sẽ có những cái lựa chọn điều trị thích hợp. Thì những cái thuốc kháng sinh mới này hiện nay chúng ta đã bắt đầu có ở Việt Nam. Ví dụ như là ở MSD cũng đưa kháng sinh vào rồi, các kháng sắc được kháng sinh vào rồi. Nhưng mà có sử dụng được trong viêm phổi bệnh viện hay không thì còn bàn. Bởi vì kháng sinh mới đưa vào thì chúng ta lại thấy là chưa có hướng dẫn sử dụng trong viêm phổi. Thế nên chúng ta phải chờ trong thời gian tới. Và những kháng sinh tiếp theo thì chúng tôi hy vọng là các hãng khác sẽ tiếp tục đưa vào trong thời gian tới và chúng ta sẽ sử dụng để điều trị viêm phổi bệnh viện với hy vọng là nó sẽ cải thiện bệnh nhân hơn là các kháng sinh cũ mà chúng ta vẫn dùng trước đây. Thì cái này là cái khuyến cáo nó 20 và phần lớn kháng sinh vẫn chưa được Bộ Y tế đưa vào hoặc là đưa vào rồi nhưng chưa dùng trong viêm phổi nên tôi xin phép chỉ đưa cái slide giới thiệu cho tôi không nói kỹ ở đây. Thì về kết luận lại thì chúng ta thấy vi khuẩn đa kháng là thách thức rất lớn cho tất cả các cơ sở y tế và cần lưu ý những yếu tố nguy cơ vi khuẩn đa kháng và theo dõi cái xu hướng kháng thuốc để có hướng dẫn điều trị thích hợp. Và việc khởi đầu kháng sinh kinh nghiệm theo khuyến cáo dựa lựa chọn đúng kháng sinh, dùng thuốc sau PKPD và tối ưu hóa thời gian sử dụng kháng sinh phù hợp để giảm tỷ lệ tái phát điều trị và nguy cơ kháng thuốc. Và chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới, mặc dù ít nhưng vẫn có kháng sinh mới đưa vào và có thể cải thiện một phần nào đó cái tình trạng hiện nay. Và quan trọng nhất cuối cùng vẫn là vấn đề dự phòng. Thì xin cảm ơn các vị đã theo dõi. Vâng.